là sinh ra con. Mẹ thương một mình anh hai thôi, thì mẹ sinh đến hai được rồi. Mẹ sinh thêm con làm gì vậy? Già cái đầu rồi mà hết lần này tới lần khác. Tại sao chị lừa gạt hoài vậy? Một bữa thôi mà 2.852.000 đồng. Bây giờ con nói như vậy có nghĩa là toàn bộ mọi người trong cái gia đình này là phải sống nhờ với đồng tiền của mày đúng không? Thôi đi mà. Ở nhà này là chị ba là thương mẹ nhất á. Chị lo cho mẹ lắm luôn á. Bây giờ thời gian nó không thể nào quay lại được. Tôi cũng không biết làm cách nào để mà chuộc lỗi với con tôi nữa. Dù con khôn lớn bay lên trời cao, vẫn như đứa bé mẹ bồng trên tay. Dù bao sóng gió xô đến thế nào, đằng sau vẫn có tình mẹ ba la dõi theo con từng bước chân. Điều mẹ mong muốn nhất là các con được hạnh phúc.